Bình Dương đang điều trị hơn 8.000 F0 như thế nào? Thưa quý vị, sáng 6 tháng 8, Bình Dương ghi nhận thêm 322 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ đợt dịch thứ tư đến nay lên 22.700 ca, trong đó 3.879 người đã khỏi bệnh, 144 bệnh nhân tử vong. Các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị, một số F0 không triệu chứng vẫn ở các khu cách ly tạm thời. Tỉnh đang điều trị 8.048 bệnh nhân, gồm 106 thai phụ, 130 người trên 65 tuổi, 346 người có bệnh lý nền và 389 người có diễn biến nặng. Trong số F0, 60% không có triệu chứng được điều trị tại tầng 1 với khoảng 10.000 giường của tháp 3 tầng, đặt tại các khu thu dung, khu cách ly tại trường học, trung tâm văn hóa. Tầng 2 là các bệnh viện, bệnh viện giã chiến, khoảng 7.000 giường, đang điều trị 35% bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình. Tầng 3 gồm các bệnh viện, trung tâm ICU với từ 400 đến 1.000 giường sẽ điều trị cho 5% bệnh nhân nặng và nguy kịch. Tất cả được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sở Y tế Bình Dương và các chuyên gia từ Trung ương sẽ điều phối F0 phù hợp với từng mức độ bệnh, đặc biệt là các ca bệnh nặng, nguy kịch. Với việc xét nghiệm sàng lọc đợt 2 khoảng 1,8 triệu dân, Bình Dương dự báo số ca trong 2 tuần tới sẽ tăng lên 30.000 ca, F0 triệu chứng nặng 1.300 ca, triệu chứng nhẹ và trung bình là 13.000 ca không triệu chứng là 15.700 ca. Sở Y tế Bình Dương cho biết hiện tỉnh có 16 khu điều trị, bao gồm 3 bệnh viện giã chiến với 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng trực tiếp phục vụ và 166 nhân viên y tế hỗ trợ, đáp ứng điều trị được 17.240 người. Trong đó, khoảng 600 giường dành cho việc điều trị bệnh nhân nặng, sắp tới sẽ nâng lên 13.000 giường. Bộ Y tế cũng đang phối hợp xây dựng trung tâm hồi sức với quy mô 500 giường do các chuyên gia và cán bộ đầu ngành cùng đội ngũ cán bộ sinh viên Đại học Y Dược vận hành. Ngoài ra, tỉnh thành lập thêm các bệnh viện giã chiến để nâng số giường lên 30.000, huy động 4 bệnh viện tư nhân chung tay điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, bệnh viện Phương Chi và Vạn Phúc 1 với 130 giường, bao gồm 30 giường ICU sẽ điều trị F0 người nước ngoài. Grab đề xuất tận dụng GrabCar chờ người bệnh F0 ở thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 8, đại diện Grab cho biết vừa đề xuất Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tận dụng một số lượng xe hợp đồng điện tử GrabCar để hỗ trợ ngành y tế vận chuyển thiết bị, vật tư y tế, mẫu xét nghiệm cho các khu cách ly, phong tỏa, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, cơ sở xét nghiệm đối với GrabCar y tế và chở người dân, bệnh nhân kể cả F0 cần di chuyển đến các cơ sở y tế đối với GrabCar cấp cứu. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động GrabCar y tế và GrabCar cấp cứu, bao gồm các trang thiết bị cho xe và tài xế, trừ các trang thiết bị chuyên dụng cho cấp cứu, sẽ do Grab chịu trách nhiệm. Theo đó, công ty này đề xuất triển khai GrabCar y tế và GrabCar cấp cứu tại địa bàn 4 quận, bao gồm quận 12, quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, hoặc tại các địa bàn, khu vực mà Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải đề nghị. Grab dự kiến đề xuất 100 xe và tài xế hoạt động hoặc số lượng lớn hơn theo đề nghị của cơ quan chức năng. Thời gian triển khai được chia thành hai giai đoạn, dự kiến giai đoạn 1 từ 15 tháng 8 đến 1 tháng 9 triển khai mô hình GrabCar y tế. Từ 1 tháng 9 đến khi hoạt động vận tải bằng ô tô được triển khai bình thường trở lại, sẽ triển khai đồng thời mô hình GrabCar y tế và GrabCar cấp cứu. Về quê tránh dịch, bé trai 3 tuổi rơi xuống ao cá đuối nước thương tâm. Thưa quý vị, chiều 6 tháng 8, lãnh đạo xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận có vụ việc bé trai bị đuối nước trong ao cá của gia đình. Vào khoảng 16 giờ chiều qua 5 tháng 8, cháu VTHD 3 tuổi, chú thôn Hạ Tiến, ra vườn tìm ông nội đang làm việc phía sau nhà. Tại đây cháu bé không may xảy chân xuống ao nuôi cá. Gia đình không thấy cháu D vội đi tìm thì thấy cháu dưới ao, vội bế lên bờ sơ cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng cháu bé đã mất trước đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống động viên và hỗ trợ gia đình cháu. Lãnh đạo xã An Dũng cho biết cháu D là con đầu lòng, vừa mới cùng mẹ từ Bình Dương về quê tránh dịch Covid-19 gần một tháng nay bố cháu hiện vẫn đang trong miền Nam. Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận hàng chục trường hợp chết đuối khiến 25 thanh thiếu nhi tử vong, gồm 21 trẻ em và 4 thanh niên. Gần đây nhất là trường hợp ba học sinh đi hái sim khi đi qua khe suối không may trượt chân và đuối nước. Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước, tỉnh đoàn Hà Tĩnh lắp đặt 5 mô hình loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước và 18 điểm phao cứu sinh tại các địa phương có nguy cơ cao về đuối nước ở trẻ em. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.